Thưa các vị đại biểu Quốc hội, Việt Nam chúng ta khẳng định có đủ căn cứ về pháp lý và lịch sử khẳng định rằng quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là thuộc chủ quyền của Việt Nam. Chúng ta đã thực làm chủ thật sự ít nhất là từ thế kỷ thứ 17. Chúng ta làm chủ khi hai quần đảo này chưa thuộc bất kỳ một quốc gia nào. Và chúng ta đã làm chủ trên thực tế. Từ xa xưa, Biển Đông vẫn ầm ào với những con sóng dữ, nhưng chưa bao giờ đồng bào ta ở trong và ngoài nước lại quan tâm đến Biển Đông và quần đảo Trường Sa đến thế. Có lẽ không chỉ vì đất nước đi ra biển lớn hội nhập và phát triển, mà quan trọng hơn là độ nóng chính trị của Biển Đông và chủ quyền thiêng liêng mà ông cha để lại. Những cơn bão năm 2011 qua đi, thì gió mùa Đông Bắc lại tràn về. Chiến sĩ ta ngoài đó lại phải đối chọi với sóng vùi gió dập, khiến chúng tôi nhớ đến Trường Sa nhiều lắm. Đấy là chuyến ra thăm Trường Sa mùa hè năm 2010, nhân kỷ niệm 35 năm giải phóng miền Nam và giải phóng quần đảo Trường Sa. Ở đó, cả nước đã và đang hướng về Trường Sa vì Trường Sa. Ở đó, quân và dân Trường Sa đang ngày đêm vượt qua muôn vàn gian khó, nêu cao cảnh giác, giữ vững biển trời của Tổ quốc thân yêu. Với những gì đã gặp, đã thấy, chúng tôi tin lắm ở Trường Sa. Quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, cách đất liền hàng trăm hải lý và trải dài theo đường biển Nam Trung Bộ. Trên quần đảo có 130 đảo và bãi đá ngầm. Đảo Trường Sa lớn là thủ phủ của huyện đảo Trường Sa ở 8,38 độ Vĩ Bắc và 111,55 độ Kinh Đông. Trong chuyến hành trình đến với Trường Sa, tàu HQ-957 thuộc Lữ đoàn Hải quân 125 là đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị từng mở con đường huyền thoại, đường Hồ Chí Minh trên biển năm xưa, đưa chúng tôi đến với 6 đảo nổi, 4 đảo chìm trong tổng số 33 điểm đảo mà Việt Nam đang quản lý. Cùng với đó, chúng tôi còn được đến 2 trên 15 nhà giàn JK1 ở thềm lục địa phía Nam. Biển rộng dài và cuồng phong bão tố, còn khi chúng tôi đi, thì trời yên sóng nhẹ, bình minh trên biển một ngày đẹp trời, sao mà quyến rũ và mênh mang đến thế. Bài hát nơi đảo xa càng làm cho chúng tôi yêu Tổ quốc đến nhường nào. Nơi anh đến là biển xa, nơi anh tới ngoài đảo xa. Mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà. Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa, ngàn bão tố phong ba ta vượt qua, vượt qua. Lướt sóng con tàu mang tín hiệu trong đất liền, mắt em nhìn theo con tàu đi xa mãi. Giữa nơi biển khơi đang nở rộ ngàn bông hoa san hô, cánh hoa đỏ thắm bao hy vọng anh gửi về tặng em. Ơi, mắt em yêu như biển xanh, như trời xanh trong nắng mới. Nhớ ca dáng hình em mùa gặt nặng đôi vai, sóng dù mối tình đời thủy thủ càng thêm vui. Đây con tàu xa khơi, đây con tàu xa khơi. Đảo đã lớn bê đây rồi, một đảo chìm và là đảo đầu tiên chúng tôi đặt chân tới. Lúc thủy triều xuống hiện ra một bãi đá san hô, lúc thủy triều lên thì ngập tràn tất cả, và đảo hiện lên như một dinh lũy về ban ngày và ngọn hải đăng về ban đêm. Từ tháng 4 năm 2010, tất cả các đảo của quần đảo Trường Sa mà chúng ta đang canh giữ đều đã có điện 24 trên 24 giờ
bằng năng lượng gió và pin mặt trời. Anh em chiến sĩ gần gũi quê nhà hơn không chỉ vì có sóng điện thoại Viettel mà còn bởi sóng truyền hình đã phủ tới các đảo. Có lẽ khó khăn nhất là thiếu nước ngọt về mùa khô khi phải dùng tiết kiệm nước mưa tích trữ. Gạo, muối, thịt hộp hậu phương lo đủ cho tiền phương, nhưng rau xanh là cả một vấn đề nan giải. Trong khó khăn ấy, các chiến sĩ đã có nhiều sáng kiến khi mà từng tấc hành lang nhà cũng rất quý để trồng rau xanh cải thiện đời sống. Chập trùng sóng, chập trùng mây, giữa bao la biển ô hay làng mình. Cũng vòng hoa mướp rung rinh, cũng tươi hoa muống trắng tinh cạnh nhà. Mồng tơi ra với Trường Sa, lá xanh quấn quýt như là đợi em. Muốn xem ra đó mà xem, rau sam trên đá, rau rèn trong khay. Đất quê đóng gửi về đây, lính gieo hạt xuống thành cây thành hàng. Đảo xanh biển bớt mênh mang, đá san hô thấm mấy tầng mồ hôi. Khi trời mưa đến là tất cả cán bộ chiến sĩ là ra bắc máng hứng từ trên các nhà xuống ở các hầm bể tiện tắm luôn ngoài mưa hớ mát hò reo vui lắm. Ngày bình thường thì sử dụng rất tiết kiệm, trước là ngày chia là một người mỗi ngày là 3 lít, nên là nước nó khan hiếm. Rồi sau đó là khi mà lượng nước nó được tăng dần lên thì lại tăng lượng nước dần lên từ 5 lít, rồi là có thể là nếu mà nhiều hơn là có thể 10 lít. Còn nước dùng đấy khi mà tắm giặt xong thì nước này mình lại tiết kiệm đứng trong chậu tắm, xong là nước để cho nó chảy xuống cái hố, lấy cái nước này là tăng ra tưới rau chăn nuôi cái thứ nữa. Thế là coi như nguồn nước là tận dụng triệt để luôn, không để lượng nào nó dư thừa mà có thể nó không hoang phí. Ở đảo này thì nuôi được những con gì? Dạ, đảo nuôi được những ngan, vịt, gà, chó, lợn, hầu như những con gia súc đấy là có. Trong giờ luyện tập trên thao trường, lúc tuần tra đứng gác hay khi lao động, người chiến sĩ ở đây, người Nam kẻ Bắc, bốn phương trời không hẹn lại nên thân, bởi họ cùng chung một ý chí là bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo mà Tổ quốc và nhân dân giao phó. Trước khi đảo, cảm giác tôi cũng vừa là hơi hồi hộp, nhưng mà chúng tôi rất là vinh dự khi được đứng vào nhưng đứng vào hàng ngũ những người lính phục vụ tại đảo. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để xứng đáng với truyền thống của quê hương. Là khu vực gần nước ngoài nhưng mà ta vẫn là theo dõi tình hình nắm chắc, và đối với cán bộ những người tôi thì phải là cán bộ cơ sở tăng cường công tác kiểm tra, nên là yên tâm rằng là về vững chắc tay súng sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Cán bộ chiến sĩ và các lực lượng trên đảo sẵn sàng xử lý tốt các tình huống và sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu, đặc biệt là yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ vững chắc biển đảo trong cái khu vực đảm nhiệm. Thi công những nơi gian khổ, những nơi tiềm ẩn những bất chắc khó lường, nơi đó là chúng tôi xác định đây là một vinh dự, một trách nhiệm giao cho cái lực lượng công binh, lực lượng xây dựng công trình của Tân Cảng tôi là lực lượng dự bị, công binh dự bị của quân chủng hải quân. Cho nên ở những nơi đây là để rèn luyện cho cán bộ, sĩ quan, quân nhân nghiệp và công nhân quốc phòng của công ty Tân Cảng có bản lĩnh vững vàng, vượt qua mọi thử thách khó khăn, sẵn sàng chấp nhận hy sinh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên giao, và cùng với các lực lượng của quân chủng hải quân để bảo vệ vững chắc vùng biển và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Hôm nay, quần đảo Trường Sa đã vững vàng tiềm lực về mọi mặt. Ở đất liền, cả nước sôi nổi với phong trào góp đá xây dựng Trường Sa, không chỉ lương thực, thực phẩm kịp thời ưu tiên chuyển đến, mà cả sách báo và những lời động viên chân thành của các đoàn công tác ra thăm đảo dành cho Trường Sa. Mỗi lần đến Trường Sa, các anh chị văn công cũng cố gắng hát thật hay, thật nhiều để tặng người chiến sĩ nơi hải đảo, mà đến đảo nào cũng có khẩu hiệu đảo là nhà, biển là quê hương. Bye.
nhớ lại hôm ở trên tàu trên đường ra đảo, chúng tôi được xem một cuốn phim tài liệu mới tới hết để có quần đảo Trường Sa như hôm nay. Các thế hệ lãnh đạo và chiến sĩ của chúng ta đã phải trải qua những ngày đầu xây dựng gian khổ như thế nào. Quần đảo Trường Sa cách đất liền hàng trăm hải lý. Ở đây là quần thể những đảo nhỏ, chỉ với nước mặn và cát san hô. Để có nơi đứng gác giữa thiên nhiên khắc nghiệt, các chiến sĩ phải chuyển từ đất liền ra từng viên đá, từng cân xi măng, từng lít nước ngọt để xây đảo. Với tầm nhìn xa về bảo vệ đất nước, các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, quân đội luôn quan tâm đến nhiệm vụ xây dựng quần đảo thành vọng gác tiền tiêu, mang tầm chiến lược bảo vệ chủ quyền quốc gia. Thực hiện nhiệm vụ nặng nề ấy, Bộ Tư lệnh Quân chủng đứng đầu là đồng chí Đô đốc Tác Văn Cương, thường xuyên trực tiếp chỉ đạo, động viên cán bộ chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn gian khổ để xây dựng cơ sở vật chất ban đầu cho cách mạng. Chưa có thời kỳ nào công tác bảo đảm hậu cần phải đảm nhận nhiệm vụ nặng nề như thời kỳ này. Vừa vận chuyển phục vụ sẵn sàng chiến đấu ở hai đầu biên giới, vừa tiếp tế đưa vật liệu ra xây dựng Trường Sa. Bằng nỗ lực của cán bộ chiến sĩ vận tải, ngày đêm đưa hàng hóa vật liệu ra xây dựng các đảo, để đảo vươn cao trên sóng dữ, trở thành cột mốc nơi tiền tiêu. Sống trên những đảo nổi đảo chìm giữa biển cả mênh mông, anh em phải chắc chiêu từng giọt nước ngọt từ đất liền gửi ra để chăm chút vun trồng từng mầm rau xanh, từng cây bóng mát, làm dịu đi những ngày nắng gió trên đảo nhỏ san hô. Đứng gác đảo trong hòa bình, nhưng vùng biển Trường Sa đã trải qua những ngày không bình yên. Vì nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ từng sải nước, từng tấc đất hải đảo của Tổ quốc, nhiều cán bộ chiến sĩ không chỉ đổ mồ hôi xây dựng mà còn đổ máu vì nhiệm vụ giữ đảo. Chiến sĩ Trường Sa luôn trong tình cảm yêu thương của nhân dân cả nước. Không chỉ vượt qua biết bao gian truân trong quá trình đặt những viên đá, viên gạch đầu tiên xây dựng các công trình trên đảo, để giành giật từng tấc đất, từng mét vuông biển ở nơi tranh chấp nhạy cảm này, 64 chiến sĩ hải quân năm 1988 đã anh dũng hy sinh trước âm mưu trắng trợn của nước ngoài chiếm đảo Cạc Ma. Và các anh đã bảo vệ vẹn toàn đảo Len Đao ngày ấy. Một buổi lễ tưởng niệm trên vùng biển hải chiến năm xưa thật vô cùng xúc động. Kính thưa hương hồn các anh hùng liệt sĩ, Trường Sa hôm nay vẫn chưa được thực sự bình yên. Để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo quần đảo Trường Sa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển, góp phần xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới, thời kỳ đổi mới và hội nhập. Chúng tôi, những người hiện đang tiếp tục sự nghiệp của các đồng chí, xin thề trước anh linh của tổ tiên, trước hương hồn của các đồng chí, đồng thời xin nhắn nhủ tới các thế hệ mai sau, quyết tâm bảo vệ bằng được quần đảo Trường Sa, một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, và xây dựng Trường Sa thành một huyện đảo giàu mạnh, ngang tầm với vị trí chiến lược trên Biển Đông. Hôm nay đoàn công tác của chúng tôi qua nơi cả đồng chí đã chiến đấu kiên cường và anh dũng hy sinh. Bầu trời Trường Sa mây trắng lặng, lòng chúng tôi cũng tránh trắng lặng. Lệ tràn mi và vẫn văng vẳng đâu đây câu nói của Thiếu úy Trần Văn Phương, Phó Chỉ huy trưởng đảo Cạc Ma: không được lùi bước, phải để cho máu mình tô thắm lá cờ Tổ quốc và truyền thống vinh quang của quân chủng. Trong niềm xúc động sâu sắc, chúng tôi xin kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ các đồng chí và xin được thắp nén hương, thả vòng hoa tưởng niệm, tưởng nhớ hương hồn các đồng chí. Người đảo trưởng đảo Len Đao ký vào lá cờ Tổ quốc như một lời tuyên thệ rằng Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng
cùng với quân và dân trên quần đảo Trường Sa sẽ quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Ở Trường Sa, những người lính mặt trẻ tóc già, những chàng trai tuổi 18 đôi mươi, tóc nấm bạc, chúng tôi sống trên đỉnh sóng, neo bám giữa bão giông, nơi mây nước trùng trùng, ngày ngày đi qua bài thơ Nam Quốc Sơn Hà khắc bên cột mốc, nghe lòng ngân dung hồn Việt. Chúng tôi nhận ra gương mặt dòng sông xoay bao mùa màng xứ sở. Chúng tôi, những người lính mặt trẻ tóc già, con tem nhỏ dán vào góc biển, biển thành phong thư vĩ đại của đất trời, ngôn ngữ sóng dạt dào vũ trụ, tín hiệu xuyên qua mây mù không mỏi, tình yêu. Ở quần đảo Trường Sa, đến đảo nào, chúng tôi cũng gặp những người lính còn rất trẻ, lạc quan và khí phách. Một cuộc trò chuyện ở đảo Trường Sa lớn hay còn gọi là thị trấn Trường Sa. Đây có cái đĩa này nè. Này, đây nó có một cái phim nữa là Phố Yến Hưng Yên này. Đây là một cái chương trình phim tài liệu Phố Yến Hưng Yên, một chương trình ca nhạc. Đây là một cái chương trình hát chèo về Hưng Yên. Đây, cháu mở video cho xem. Luôn cả cái quyển này của tuyển tập của văn hóa Hưng Yên. Cái quyển này tuyển tập này, văn học hiện đại Hưng Yên. Như là toàn tác giả thư mình đấy ạ. Rồi, giờ sơ sơ cho này. Đấy. Đây, trong cái này là có hết, có cả quê của Tiên Lữ, có của tất cả các miền của Hưng Yên. Có thông tiểu thuyết mùa ổi. Đấy, trong ấy có cả. Đấy. Đây là cái đĩa hát đây đây chung, bạn nhận cho chung cả cái Bác Hồ với Hưng Yên. Hưng Yên ngày 30 tháng 4 2010, con trai thân yêu. Hôm nay các bác trong đài truyền hình tỉnh Hưng Yên lên thăm mẹ. Mẹ có đôi lời hỏi thăm con, ở nơi đảo xa con có khỏe không? Mẹ mong con hãy giữ gìn sức khỏe và tự chăm sóc mình khi không có bố mẹ ở bên. Con hãy cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mà và trở thành người có ích cho xã hội trong tương lai con nhé. À, lâu lắm nay cháu mới được nhìn thấy nét chữ mẹ cháu đúng không? Dạ vâng. Thế còn thỉnh thoảng cháu vẫn gọi điện về nhà. Thế nhưng mà để mà nhìn được cái nét chữ của mẹ cháu thì chắc là cũng rất hiếm khi có. Dạ, bố mẹ khỏe không ạ? À, bố mẹ ở nhà vẫn khỏe, con cứ yên tâm nhá. Dạ vâng. Thế... con ở ngoài đấy thế nào rồi? Dạ, con vẫn khỏe, công việc vẫn ổn định ạ. Thế em con học, em con học hành thế nào rồi mẹ? Em của con học hành chuẩn bị thi cuối cấp rồi, em chưa thi xong, còn 2 buổi nữa con ạ. Dạ vâng, mẹ bảo em cố gắng học thi. Mẹ nhà sẽ bảo bên em, thế còn con ở đấy thì cố gắng giữ gìn sức khỏe. Dạ vâng. Cố gắng phấn đấu để bảo vệ mảnh đất thân yêu của Tổ quốc nhé. Dạ vâng, con cảm ơn bố mẹ. Hình ảnh mà chúng tôi in qua đĩa video tặng các chiến sĩ không chỉ là ruộng lúa và người mẹ tần tảo sớm khuya, không chỉ là bờ đê với lũy tre và con đường làng thân thuộc của quê hương, mà còn là truyền thống của một gia đình khi bà nội và cũng là bà ngoại của hai chiến sĩ là anh em trong nhà cùng quê xã Phú Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, bà Nguyễn Thị Lành phát biểu. Gia đình chúng tôi thì hiện nay có 3 con là con trai đều hoàn thành nghĩa vụ. Chúng tôi bây giờ là có một con trai thứ hai là ngoài công tác ngoài đảo Trường Sa. Và hiện nay là có một cháu nội, cháu ngoại cũng đang công tác bảo vệ Tổ quốc ở ngoài đảo Trường Sa. Thì chúng tôi trước khi các cháu lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là chúng tôi cũng động viên con cháu chúng tôi là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ noi gương hai bác ruột và một cậu ruột là đã hy sinh vì sự nghiệp chống Mỹ cứu nước. Chúng tôi cũng động viên các cháu lên đường để làm tốt cái nhiệm vụ bảo vệ vùng trời vùng biển của Tổ quốc. Cũng hôm ở đảo Trường Sa lớn, chúng tôi may mắn được dự lễ khánh thành đền thờ Bác Hồ.
Một năm sau, vào mùa hè năm 2011, đoàn đại biểu của tỉnh Hưng Yên đã trân trọng gửi tặng quần đảo Trường Sa những nắm đất lấy từ chân đền thờ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở quê ngoại thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, để chôn dưới chân đền thờ Bác ở Trường Sa. Đó là nắm đất của quê hương, là linh hồn sông núi đến với Trường Sa. Ở Trường Sa, một số đảo cũng có chùa với những nét tâm linh của dân tộc, có trường học cho trẻ em và một số công dân đã sinh ra trên đảo. Có người dân tình nguyện ra đảo làm nghề đánh bắt cá, cung cấp cho bộ đội, có cán bộ công nhân ngành khí tượng thủy văn, đo mưa, đo gió. Tất cả trong sự hiệp đồng sức mạnh cùng lực lượng hải quân ngày đêm xây dựng và bảo vệ vững chắc quần đảo Trường Sa như một pháo đài hiên ngang nơi đầu sóng ngọn gió tiền tiêu của Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự quan tâm của nhân dân cả nước, thì sức mạnh chiến đấu của quân chủng hải quân ngày được nâng lên. Cho đến hiện nay thì phải nói là trước hết là chúng tôi tập trung vào xây dựng quân chủng hải quân về bản lĩnh chính trị, về cái tinh thần sẵn sàng chiến đấu và cái năng lực xây dựng đảng, xây dựng các tổ chức, phân biệt cái đối tượng, đối tác, hợp tác đoàn kết với các nước để thực hiện duy trì sự hòa bình ổn định trên Biển Đông nó tốt. Đồng thời thì chúng tôi cũng sẵn sàng chiến đấu và quyết tâm chiến đấu, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc Việt Nam chúng ta. Và trước hết là chúng tôi phải làm thật tốt cái công tác là nâng cao cảnh giác, đấy, vượt qua mọi khó khăn thiếu thốn, khắc phục mọi khó khăn thiếu thốn để làm thế nào đó bộ đội quyết tâm đoàn kết để có những cái bảo vệ chủ quyền biển đảo xứng đáng với lòng tin của Đảng và nhân dân cả nước đối chúng tôi. Chào Trường Sa, nơi đất cát mặn mòi, nơi của những cây phong ba và cây bão táp vững vàng trước cuồng phong của gió bão, cũng như những người lính biển vững vàng trước thử thách gian lao. Tàu hải quân HQ-957 lại lướt sóng đưa chúng tôi đến với những nhà giàn DK-1 cách đất liền 200 hải lý, nằm ở thềm lục địa phía nam. Khu vực nhà giàn DK-1 có 15 nhà giàn trải dài ở 6 cụm là Phúc Nguyên, Phúc Tần, Huyền Trân, Quế Đường, Tư Chính, Ba Kè. Mỗi nhà giàn tự thân là một cột mốc đánh dấu chủ quyền bất khả xâm phạm của Tổ quốc. Chỉ một lần leo lên nhà giàn cũng đủ thấy các chiến sĩ ở đây đã phải vất vả thế nào trong đời sống và thực hiện nhiệm vụ cảnh giới, luyện tập và sẵn sàng chiến đấu. Các anh cho biết, vào mùa biển động, sóng đánh lấp nhà giàn, khi có bão tràn qua, dù ban ngày hay đêm tối mịt mùng, cuồng phong của gió với các con sóng lớn cứ ầm ầm dội vào chân nhà giàn, toàn bộ nhà giàn rung lên bần bật. Các anh phải bảo vệ cho đồng đội và bảo vệ chính mình. Vậy mà trước gian nan là thế, các anh vẫn lạc quan, trồng rau trên sàn, đánh bắt cá dưới biển để cải thiện đời sống. Nhà giàn ở giữa biển Đông, những cột kèo trầm luân gồng mình đỡ chút hồn quê Việt. Nhà giàn trụ móng nước sâu, chiếc cọc bạch đằng thời mở cửa. Đất nước mặn mòi giữa đại dương, quần thảo cùng bão tố, những dòng yêu thương, những cơn cuồng nộ. Người lính biển rong ròng bên trang sử, hơi thở bền phên dậu tiền duyên. Những trầm tích trên bản đồ lãnh thổ, qua thịt xa của đất nước thấm truyền. Đúng vậy, hơn 20 năm qua, với sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ nhà giàn mà chỉ có các anh mới hiểu được lòng mình lo lòng biển. Khác tĩnh lặng mái tranh, khác kiêu sa biệt thự, thềm lục địa xoãi xoài chân thiên cổ, ngôi nhà mây nước long đong. Chúng tôi càng hiểu hơn cái giá mà các chiến sĩ nhà giàn, những người lính hải quân nơi đầu sóng ngọn gió, âm thầm chống lại âm mưu của nước ngoài, bảo vệ chủ quyền lãnh hải, bảo vệ nguồn dầu khí,
nguồn khoáng sản trong lòng đất đại dương, bảo vệ nguồn thủy sản trong lòng biển, có chủ quyền và quyền chủ quyền của Tổ quốc. Tạm biệt Trường Sa, tạm biệt nhà giàn JK1, chúng tôi trở lại thành phố Hồ Chí Minh tráng lệ vào lúc đã lên đèn. Trong chuyến đi ngày ấy, cho đến tận bây giờ và mãi về sau, ấn tượng về Trường Sa, về nhà giàn JK1, nơi trùng dương sóng gió, nơi có những người con của đất Việt đang ngày đêm canh giữ cho Tổ quốc yên bình, cứ đọng mãi trong tâm trí chúng tôi, trong tâm trí mọi người. Xa đấy mà gần lắm, thân yêu lắm, vững tin lắm, Trường Sa.